Rồi, tạo dáng khác đi, tao đứng cái gì đi trời. Đổi dáng khác đi, nhanh đi má, đi đứng như trời trồng vậy. Có người nhìn kìa má. Thôi, đây đây, tao chụp mày trước cho. Bạn này giọng hơi cao. Ê, 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 đang hát, đang hát, đang hát. Không có, tôi chọn bài này cho mọi người hát á. Không hát hả? Thôi hát đi, tôi coi được rồi. Vậy lấy bớt thì hát chung tao mày đi đi. Hồi nãy tôi đi taxi, ông taxi ông kêu gì mà đang có ngàn taxi sẵn sàng chớp điêu liên hoàn gì đó. Ê, ê, tao có cái này vui lắm. Kể đi, vui ngàn, vui là phải cừ ngàn. Thôi, không có gì, không có gì. Đang nói gì quên. Taxi. Ê, nói nghe này, nhà tôi có việc, chắc tôi về trước luôn nha. Ủa, đi đâu vậy? Về, về đợi tao về chung với. Ủa, mới tới mà. Ê, để tao đặt taxi luôn cho. Tại tao là cái thằng cũ có mã đưa bạn thân. Nãy chổng im re mà ra đây nói dữ rồi. Chổng có quen ai đâu.